Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Và hôm nay thì bên em Vũ Duy Ô Tô lại tiếp tục về cửa hàng. Đây là một chiếc mẫu xe thương hiệu đến từ Hàn Quốc, rất là đẹp luôn. Form như là một chiếc Cerato các bác nhá, nhưng mà đây là một chiếc Kia Soluto sản xuất năm 2019. Xe rất đẹp và đây, bao cam kết cho bác là không có lỗi lầm gì cả, không có đâm đụng, tai nạn, ngập nước, máy số còn duy nguyên và giấy tờ hồ sơ pháp lý thì chuẩn chỉ. Con này thì mang biển số đã rút hồ sơ rồi, vì là chiếc xe này trước mang biển số 37A60751 nhá. Và bên em Vũ Duy Ô Tô thì vì là tỉnh xa nên là em cho rút hồ sơ luôn, nên là xe về là không có biển số. Bác nào mà sang tên là chỉ cần mất trong vòng 1 đến 2 ngày là các bác có thể ra tên được với chiếc xe này rồi. Hồ sơ cầm tay các bác nhá. Kia Soluto 2019, một mẫu sedan phân khúc hạng A, hàng giá rẻ, giá thì chỉ có 345 triệu đồng thôi. Nhưng các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe máy nhỏ tiết kiệm nhiên liệu này, kiểu dáng trẻ trung, nội thất bên trong rộng rãi như những mẫu xe phân khúc hạng B với C. Còn về mức độ ăn xăng thì chiếc xe này ăn xăng rơi vào tầm khoảng 5 lít rưỡi trên 100 cây. Động cơ máy êm mượt, gầm bệ chắc chắn, nội thất của xe thì da vẫn còn là nguyên bản, còn trần nỉ thì đã được thay bằng trần da 5D rồi. Vâng, chiếc xe này thì đăng kiểm đến tháng con này là đến tháng 2 năm 2023 luôn. Và thiết kế mặt trước catalang của xe thì cực kỳ đẹp các bác nhá. Đây các bác nhìn này, mặt catalang rất đẹp luôn, với thiết kế mũi hổ giả hốc gió tản nhiệt nhá. Tuy nhiên là hốc gió dưới này thì rất là rộng rãi cho các bác luôn. Xe thì không có đâm đụng, sơn xi đồng đều. Hệ thống đèn trước của xe thì đã được sơn đẹp màu đỏ rất là bắt mắt luôn. Thế còn hệ thống đèn pha halogen của xe thì bầu đèn căng, đèn zin không có lỗi lầm. Đấy, sáng choang luôn đấy các bác nhá. Còn đèn bi gầm đây, đèn bi gầm phía dưới đây. Xe này thì là một chiếc xe mẫu sedan phân khúc tầm thấp, thế nên là cảm biến lùi hoặc là cảm biến tiến thì bác chủ bác không gắn vào. Thế còn nếu các bác thích thì các bác có thể là gắn thêm vào để làm sao cho nó phù hợp. Tôn vỏ cabo thì dày, xe chắc chắn luôn. Đấy, lốp dép dày. Con này thì sử dụng lớp Acenzo SF400 nha các bác nhá. Và lốp này là lốp 175-70 với la răng 14 inch, la răng hình hoa mai như là dòng Kia Morning nhá. Vâng, phanh đĩa hai bánh trước và tăng chống đằng sau. Còn cua lốp thì các bác có thể nhìn là cua lốp thì đều đẹp luôn, không có bục mọt. Máy nổ rất là êm luôn, tôn vỏ căng. Hôm nay thì bên kia anh bác đang xẻ đá nên là hơi ồn một chút, nên các bác thực sự là thông cảm. Đấy, tappy thì rất là nhẵn thín luôn, không có cả phím bấm luôn. Vì cái dòng này thì nó lại kết hợp phím bấm ở phía bên trong này. Đấy, kia nâng hạ kính ở trong này. Và em sẽ đóng kính lên để ta review cho nó rõ ràng. Đấy, thực sự đối với cái thời tiết nắng nóng như thế này thì ngồi trong xe là sướng nhất các bác ạ. Vô lăng trợ lái nhẹ nhàng. Đấy, vô lăng này trợ lái rất nhẹ nhàng. Và dòng này thì hầu như là đều trợ lái điện hết rồi. Đấy, túi khí an toàn đấy các bác nhá. Và xe thì lăn bánh được 15 vạn. Đấy, một chiếc xe có chạy dịch vụ. Vâng, và bây giờ thì vừa về cửa hàng em xong. Đấy, màn hình hiển thị Android rất là xịn sò. Và cái này thì có cả cam lùi lẫn như là cam hành trình cho các bác. Các bác yên tâm mà đi lại. Đây, đầu ghi HD là cam hành trình này. Đấy, cam hành trình ngay phía trước đây này các bác. Đấy, còn cam lùi thì ta sẽ cùng cài số lùi. Đấy, cam lùi đây. Thế với chiếc xe này thì là một chiếc xe bản tiêu chuẩn, thế nên là bác chủ bác ấy cũng độ tương đối là nhiều đồ. Đấy, cam lùi là cam hành trình, màn hình, và đặc biệt là quả trần da 5D. Đây các bác nhìn này, trần rất đẹp luôn nhá. Cái trần này thì bác cũng đã mất mấy triệu rồi. Tại sao lại phải để trần này? Vì là trần này thì màu nó sẽ tối trầm hơn, đi nó sẽ sướng hơn, ngồi thoải mái hơn. Đấy, và các bác nhìn này, trần rất đẹp luôn này. Trần bọc da rất đẹp. Nội thất ghế của xe thì còn zin nguyên bản luôn nhá. Nội thất ghế còn rất là đẹp, còn gần như là zin mới luôn. Đấy, có những lỗ thoáng khí, ngồi sẽ không bị nóng lưng. Còn phần tiện lợi tích hợp ở đây thì có cổng AUX, cổng USB nghe nhạc và cổng sạc 12V. Cổng sạc tổng sạc 12V này. Đấy, 120W. Đấy, kính điện của xe thì được cho hết vào bên trong này rồi, chứ không để vào phần bên rìa này các bác nhá. Nên là tappy các bác ngồi rất là thoải mái luôn, tì tay nhẹ nhàng. Đấy, và tất cả đây đều là phần nhựa hết. Đây, nhựa hết rồi các bác ơi. Đấy. Và một dòng xe giá rẻ mà, nên là những cái này thì hầu như người ta làm bằng nhựa chứ người ta không làm bằng da.
Phải nói là độ chống ồn rất là tốt. Em ngồi trong xe mà khi mở ra phát là nghe thấy tiếng máy ngoài kia, thế chứng tỏ là con này chống ồn cực kỳ tốt luôn cho các bác. Đấy, các bác có một chiếc xe sedan rộng rãi tiện lợi đấy, khoang đằng sau 3 người ngồi cũng rất là tiện luôn. Và sàn thì chiếc xe này đã được lót sàn 2D hết rồi. Vâng, lót sàn 2D nhá. Và bậc để chân thì là mạ chrome, ốp bọc inox. Em vừa mở cốp ra thì chiếc xe này ở trong cốp nó có một cái điều đặc biệt. Đó là các bác có thể nhìn này, đây là cái gối mông này cho người lái và người phụ đấy, đầy đủ hai bộ luôn. Thì cái này là của bác chủ cũ bác để lại nhá, với cái bộ lót lưng đấy, rất là thoải mái cho các bác. Lót sàn nhựa này và lốp sơ cua kích lốp các thứ là đầy đủ, không thiếu một cái gì. Sơn xi sạch sẽ cốp sau đây các bác nhìn ạ. Vâng, một mẫu sedan đẹp đấy. Sơn xi keo chỉ đồng đều sạch sẽ, máy nổ êm giòn cứng và xe thì không có lỗi lầm gì cả. Vâng, đời 2019 nói xe tương đối khá là chắc chắn luôn. Đấy, này ấn mạnh lên một chút nữa. Vâng, đấy, thiết kế đẹp hài hòa. Hệ thống đèn hậu của xe thì chia làm 3 vùng và cái đèn này nó rất đặc biệt. Đấy là toàn bộ hệ thống đèn phanh thì nằm trên cao, còn đèn xi nhan với đèn lùi thì là nằm phía dưới rồi. Đấy, bên này thế đây. Đấy, và cản dưới ở xe thế đây. Con này thiếu một cái là không có cảm biến lùi các bác nhá. Vâng, không có cảm biến lùi. Thế nên là việc lùi thì cũng phụ thuộc hoàn toàn vào camera. Còn nếu các bác thích thì lắp cảm biến nó chỉ tầm khoảng 600 đến 800 thôi ạ. Vâng. Đấy, lốp Continental, Comfort Contact và cái lốp này cũng là lốp mới 2021 luôn. Rồi, mới tinh các bác, dày khự lốp Malaysia. Đấy, lốp dày luôn. Và phải nói là chiếc xe này thì theo đồ hồ công tôi mét thì thực sự là đi cũng nhiều. Thế nhưng mà về chất xe thì vẫn còn rất là ok. Và đặc biệt là máy của xe thì vẫn còn zin. Đấy, động cơ máy zin các bác nhá. Một chiếc Kia Soluto rất là đẹp 2019. Vâng, giá chỉ có 345 triệu thôi, quá ok cho tầm giá luôn. Động cơ của chiếc xe này là động cơ 1.4 đấy, động cơ đến từ thương hiệu Kia và máy thì rất là ngon lành đấy, máy số còn zin, xe cứng cáp luôn và bao cam kết cho bác là không có đâm đụng ngập nước nhá. Con này thì trợ lái điện nên là rất nhẹ nhàng cho các bác đấy, có cả ABS kìa, không phải không có đâu nhá, có ABS đầy đủ, ắc quy mới thay từ tháng 5 đấy. Còn đầu răng đây các bác nhìn ạ, đầu răng này hay là tai đèn đấy còn nguyên này. Xe thì đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng tai nạn ngập nước nhá. Đấy, và những ai mà thích cái dòng Kia Soluto thì không nên bỏ qua mẫu xe này, một mẫu xe giá vừa rẻ vừa mềm và xe chất cũng rất là cứng luôn đấy. Máy thì bao zin cho các bác rồi đấy, về các bác cứ yên tâm, được bảo dưỡng bảo hành tại hãng luôn đấy. Vâng, và dòng này thì nói chung là đi thì bền lành vô đối rồi đấy, xe rất là cứng đó. Và các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì mời các bác qua cửa hàng của em Vũ Di Auto xem xe và trải nghiệm. Vâng, cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá vừa rẻ vừa ok. Con này thì vẫn trả góp bình thường nhá, và các bác chỉ cần nếu mà trả góp thì khoảng tầm 150 là các bác có thể xách xe về rồi. Vâng, cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt.